lối ga, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi. Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi thì xin em hãy chậm chậm mà thôi. Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh, nắng xuân hồng hơi thắm lên cười chung chiếm thật xinh. Ước chỉ là cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Chờ vội vàng em hãy con chim kêu không kịp thăng, giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh, để anh còn nhìn ngắm em cười trong nắng, tóc em đuôi gà. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, chiều nay trên phố đón em về qua. Ta áo trắng vẫn trắng mãi trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này cô bé, bé có biết chăng là vòng xe lăn bánh khiến anh ngần ngơ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ, vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Bài hát này nếu như mà khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng á thì có lẽ sẽ hát hay hơn nữa. Tóc tươi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh, nắng xuân hồng hơi thắm lên cười chung chim thật xinh. Ước chỉ là cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Chờ vội vàng em hãy con chim kêu không kịp thăng, giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh, để anh còn nhìn ngắm em cười trong nắng, tóc em đuôi gà. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, chiều nay trên phố đón em về qua. Ta áo trắng vẫn trắng mãi trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn thương. Này cô bé, bé có biết chăng là vòng xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ, vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Nào ai biết có những nỗi mong chờ, vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Wow, quá là dễ thương luôn, trời ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong đây Linh xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả. Chào Đại Nghĩa, chào Mỹ Linh và chào anh Quân nhé. Dạ, em chào anh. Mới là đầu năm nay luôn, đi diễn bên Mỹ chung rồi em thấy là hình như bây giờ anh ốm đi nhiều hả? Thì trong khoảng thời gian vừa qua thì Quang Linh cũng có tập luyện rất là nhiều cho cái tiết mục này để quay trở lại gương mặt thân quen mùa năm nay. Theo Duy Khánh được biết thì hình như là chị Mỹ Linh cũng có bài tóc ngắn á. Vậy thì bây giờ chắc là mời chị tóc ngắn nhận xét về phần biểu diễn của tóc em đuôi gà nha. Lúc em hát á thì hóa thân khá là giống, nhưng mà đến lúc nói á thì lại không thấy giống lắm. Tại vì anh Linh là nói giọng trong trong và vang rõ hơn, chứ không giống kiểu người già như thế. Nhưng mà em chọn một bài này cũng là một cái sự lựa chọn khá là thông minh, bởi vì đây là một bài hát biểu tượng của anh Quang Linh. Tất nhiên là về nhân dáng thì khó rồi, bởi vì em là phụ nữ nên là gầy nhỏ, chứ còn anh Linh là đàn ông mà nên là đậm người hơn. Nên là chị nghĩ rằng là sẽ là khó để mà hóa thân vào anh Linh. Nhưng mà phần trình diễn vừa rồi của em chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng mà rất là đáng khen. Yeah, một tràng vỗ tay nào. Nhưng mà anh Quang Linh khi hát là cái âm A của anh Linh rất là rõ và rộng, yeah, đúng không? Này cô bé tóc đuôi gà, gà. Đạp xe nhanh quá khiến anh ngần ngơ, là tất cả các nguyên âm của anh rất là to. Yeah. Em phải nghiên cứu cái đó một chút. Yeah. Còn anh Quân, dạ, mời anh chia sẻ tí xíu tôi về phần thi của bạn Linh. Linh là tôi đánh giá cao cái phần này của bạn. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Anh Quang Linh ấy là một cái người bạn lâu năm đối với chúng tôi rồi. Tôi rất là hiểu tính cách của anh Linh. Thì em lại bộc lộ được cái tính cách đấy.
Wow. Đấy. Wow. Rất là ngầm, nó không phải là quá gọi là toát ra để mọi người có thể nhận thấy ngay, nhưng mà cái tính cách ngầm ấy thì anh thấy rất là giống. Đấy, và kể cả cái chất giọng của em cũng tương đối giống. Anh cảm thấy em hoàn thành cái tiết mục này rất là tốt. Yeah, một tràng vỗ tay nào. Nhà chúng em là lần đầu tiên là bất đồng trên sóng đấy. Dạ, em cũng bất đồng với chị đó chị ạ. Ủa vậy hả? Ủa? Nhưng mà không phải tại em đâu nhá. Khi anh nhắm mắt anh nghe thì anh cảm nhận với cái chất giọng này nghe ra được giọng của anh Quang Linh chứ không phải là không. Rồi chưa kể là em là một phụ nữ mà bây giờ bắt em phải gồng gánh lên để em giả hay một người đàn ông dù không có nọng nhanh Linh. Anh em cố gắng em gồng cái mặt em xuống như vậy cho nó có vẻ nó bệ vệ chút xíu đó, thì cái đó là đương nhiên mình phải chấp nhận thôi. Với anh thì đây cũng là một tiết mục thành công của Linh Ly. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh nhiều. Đúng rồi, không có gì phải lo hết. Nè, bây giờ biểu diễn xong rồi, cảm giác của Linh hiện tại như nó ra là sao? Em cảm thấy nhẹ hơn bao nhiêu? Anh thấy em nhẹ lắm rồi gì nữa. Em chỉ sợ bị nhầm lời thôi. Em hát em cứ phải gión xem là có bị nhầm hay không. Sau này còn phải kết hợp cả các động tác rồi cái biểu cảm khuôn mặt của anh ấy như này nữa. Đó. Rồi anh là anh biểu cảm gương mặt cũng nhiều lắm á. Lắc như này, em phải tập đi tập lại như này liên tục luôn. Công nhận anh ấy làm thế là cái đoạn đấy là giống đó. Mà không biết sao làm được thì hay ghê luôn nha chị. Nha, cảm ơn Linh Ly rất là nhiều. Rồi, xin mời bạn về chỗ.